Kính thưa quý vị và các bạn, Thăng Long Hà Nội nghìn năm tuổi, 1.000 năm kể từ khi vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La, lịch sử đã chứng kiến biết bao thay đổi. Từ Đại La ra Thăng Long ở triều Lý, từ Thăng Long ra Đông Đô ở triều Trần, từ Đông Đô ra Đông Kinh ở triều Lê và từ Đông Kinh ra Hà Nội ở triều Nguyễn. Triều đại đã nhiều thay đổi nên chế độ cũng nhiều lần tranh cãi, nhưng Thăng Long Hà Nội vẫn là quốc đô, đúng như Lý Công Uẩn trong chiếu dời đô đã nhận định. Xem khắp đất Việt ta, chỉ có nơi này là thắng địa, chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Trên con đường lịch sử nghìn năm ấy, Thăng Long Hà Nội, biểu tượng của dân tộc Việt Nam, đã có một nền văn hiến rực rỡ, với những di sản quá khứ của dân tộc, một hiện tại đang phát triển từng ngày, từng phút, từng giờ và một nguồn sức sống của tương lai có ngọn lửa thần kỳ luôn thắp sáng. Trong những giá trị của văn hiến Thăng Long đó có những án văn, thơ chứa đựng tình cảm, tâm hồn, trí tuệ của tác giả và khí phách dân tộc đã trở thành những điểm nhấn giá trị văn hiến của dân tộc ta như chiếu dời đô, hịch tướng sĩ, bài cáo Bình Ngô và tuyên ngôn độc lập, chân dân đã minh chứng cho một nước Đại Việt vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Trải qua bao cuộc bể dâu, nước Việt ta đã đánh bao quân thù xâm lược. Một thước núi, một tấc sông, một biển trời của ta cũng không vứt bỏ. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, toàn thể dân tộc Đại Việt vẫn một lòng đoàn kết giữ lấy quê hương, giữ lấy đất nước. Để đến ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội xứng ngang tầm với thủ đô của khắp năm châu. Trong chương mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách với tựa đề Thăng Long Hà Nội, những án thiên cổ hùng văn của các tác giả Hiền Lương, Tô Nhuận, Nguyễn Hồng Phúc sưu tầm và biên soạn, do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành. Quyển sách Thăng Long Hà Nội, những án thiên cổ hùng văn, ca ngợi đất nước và con người Việt Nam trên con đường lịch sử dựng nước và giữ nước, đã tạo nên một nền văn hiến rực rỡ. Và người Thăng Long đã kế thừa nâng cao nền văn hiến ấy của dân tộc. Quyển sách gồm có hai phần như sau. Phần thứ nhất, những án thiên cổ hùng văn. Phần thứ hai, bài viết của các nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Sách dày 243 trang, cổ 14,5 x 20,5 cm, do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Thăng Long Hà Nội, những án thiên cổ hùng văn. Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, hàng tòa ngát hương thơm hoa thủ đô.